Có hai điều mà tôi thấy là cái trao đổi của Trang ấy thì thấy có hai điều. Đấy là bạn thứ nhất ấy là bạn băn khoăn giữa cái việc là có được cái lợi ích trước mắt. Có được cái lợi ích trước mắt và cái chuyển đổi văn hóa, và cái chuyển đổi nó là một cái sự hy sinh. Và hy sinh đến đâu và chấp nhận đến như thế nào ấy là chỉ có các em có thể biết được, chứ còn bên người bên ngoài không thể quyết định được. Ngay từ đầu tôi đã nói là chúng ta chấp nhận, nếu chúng ta chấp nhận kết quả ngắn hạn ấy thì rất có thể cái quá trình chuyển đổi chúng ta không thành công. Ta có được cái này rồi thì chúng ta sẽ không có cái kia. Còn đối với cả văn hóa doanh nghiệp ấy, thì cái mô hình của chúng tôi xây dựng ấy là doanh nghiệp, cái văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi sau 20 năm tôi làm việc với doanh nghiệp cả về thực tiễn lẫn cả về dạy về văn hóa cũng như là làm việc cùng với doanh nghiệp, thì tôi cho rằng là nó dựa trên bốn cái cột trụ. Thứ nhất ấy, chúng ta muốn có văn hóa thì doanh nghiệp nó phải có tư tưởng. Đấy, chúng ta không thể vay mượn được. Ta vay mượn được nó từ cái tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Những cái tư tưởng này nó sẽ rất là vô nghĩa đối với nhân viên nếu nó không chuyển hóa được thành hành vi của lãnh đạo. Đấy, thì đấy là những cái bước đầu tiên mà từ nãy đến giờ tôi cũng đã nói tới. Rồi tiếp theo ấy là nó phải trở thành đến cách thức doanh nghiệp phục vụ khách hàng. Đấy chính là cái chiến lược và mô hình kinh doanh. Thứ ba nữa là cái cột trụ thứ ba của doanh nghiệp. Thứ nhất là tôi gọi là tư tưởng văn hóa, thứ hai là con đường văn hóa, thứ ba là con người văn hóa. Nó phụ thuộc vào cách thức bạn tuyển dụng, bạn đào tạo, bạn đánh giá. Và thứ tư nữa là xây dựng cái không gian văn hóa, đấy là từ cái môi trường làm việc đến các cái nội dung văn hóa bên trong mà doanh nghiệp tôn vinh. Ví dụ như tôi sang bên cái nhà máy của Samsung chẳng hạn, họ có một cái gọi người ta gọi là cái con đường lịch sử của Samsung, họ chụp lại tất cả các bức ảnh 60 năm hoạt động của công ty nó như nào. Thì đấy tôi gọi là cái bạn xây dựng cái không gian văn hóa. Thì cái quá trình văn hóa của con người ấy, nó sẽ ngấm dần dần vào như là cách thức bạn được dạy trong cuộc đời này ấy, nó cứ ngấm dần vào trong bạn. Đến ngày hôm nay bạn là cái người mà cái kinh doanh của bạn, tôi không biết là Trang đến từ công ty nào em nhỉ? Thì giờ em đang là bên tổng công ty Sona là gì ạ? Cái gì em? Sơn Đen là công ty chuyên về cái gì nhỉ? Bất động sản.